Chào các em, hôm nay chúng ta lại tiếp tục làm bài tập tiếng Nga. Phần bài tập này thông thường giúp đỡ cho các em tự học tiếng Nga. Nếu như các bạn mà có khó khăn trong việc học mà muốn học với thầy thì các em có thể liên hệ với thầy qua Zalo số 0366677555 hoặc là truy cập vào trang Vui học tiếng Nga để tham khảo các bài học tiếng Nga dành cho các bạn hàng ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bài nào. Hôm nay chúng ta sẽ làm câu số 20. Câu này của chúng ta có nội dung như sau: Наша семья живет в доме. Và chúng ta có tính từ новый, новым. Ở đây chúng ta biết rằng живет, жить là một trong 4 động từ đầu tiên mà các em làm quen khi bắt đầu làm việc với tiếng Nga. Đó là động từ работать, учиться, жить и быть. Trong 4 động từ này, chúng đều trả lời cho câu hỏi где, có nghĩa là chúng ta dùng bổ ngữ ở cách 6. Ở đây chúng ta có tổ hợp từ в доме và chúng ta phải chọn một tính từ phù hợp về đuôi ở cách 6. Chúng ta biết rằng đuôi của tính từ cách 6 đó là đuôi ôm đối với danh từ giống đực, hoặc là đuôi yểm, đuôi ôm và đuôi yểm. Vậy thì khi chúng ta làm bài tập, không chỉ đơn thuần là chúng ta làm nhanh cho nó xong, mà chúng ta vừa làm vừa ôn lại kiến thức. Thầy sẽ nhắc lại cho các em liên tục các kiến thức về ngữ pháp. Ở đây chúng ta nhắc lại kiến thức ở đây là gì? Điểm tựa ở đây đó là danh từ giống đực. Ở cách 6 sẽ có đuôi ye, đi với giấy từ vở. Và tính từ đi với danh từ giống đực sẽ có đuôi ôm và đuôi yem. Trong trường hợp này là đuôi ôm. Và novum domě. Chúng ta xem câu số 21. В классе студенты читали статью. Thế vậy thì ở đây chúng ta sẽ có điểm tựa đó là động từ читать với danh từ статью là danh từ ở cách 4. Khi mà danh từ ở cách 4 mà giống cái thì sẽ có hai dạng đuôi, đuôi a thì thành đuôi u, đuôi ia chuyển thành đuôi iu. Thế và tính từ thì cũng vậy. Tính từ thì chúng ta cũng thấy rằng đó là có đuôi uiu. Интересная статья chuyển thành интересную статью. Đặc thù của cách 4 đó là giống cái có đuôi a chuyển thành đuôi u, đuôi ia chuyển thành đuôi iu. Nhưng điểm thứ ba là nếu danh từ giống cái mà có dấu mềm thì nó sẽ giữ nguyên, nhớ là như vậy. Thế còn tính từ chỉ có hai dạng đuôi uiu hoặc là iu, hai chữ iu liền nhau, nhưng mà cái đuôi iu rất là hiếm gặp. Đó, cho nên chúng ta chủ yếu là dùng với cái đuôi uiu. В классе студенты читали статью. Ở trong lớp các sinh viên đọc một câu chuyện, một bài báo rất là thú vị. Статья đó là bài báo. Và nhân thể nói thêm là danh từ статья là một danh từ rất phổ biến dùng để làm ví dụ ở cách 4 với đuôi ia đối với các danh từ chỉ bất động vật. Tiếp theo, câu 22. Это здание очень. Chúng ta biết rằng danh từ здание là danh từ giống chung, cho nên tính từ đi với nó sẽ phải có đuôi giống chung. Vậy đuôi giống chung của chúng ta đó là высокое. Высокое có nghĩa là cao, здание có nghĩa là ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà rất cao, ngôi nhà này rất là cao. Chúng ta cần lưu ý это здание, это đây không phải đây là, это có nghĩa là này. Này nó gồm nó đi từ nó có vốn dĩ xuất phát từ đại từ chỉ định этот. Chúng ta có đại từ chỉ định этот. Chúng ta sẽ bình tĩnh học nhé, không đi đâu mà vội nhé. Chúng ta không phải là vội vàng làm bài tập cho nó xong để mà còn chạy đi đâu. Ở đây chúng ta cùng nhau xem đại từ этот. Đại từ этот. Вот так, đấy. Этот là đi với giống đực. Eta đi với giống cái. Eta đi với giống chung và echi đi với số nhiều, với nghĩa là này. Mặc dù chúng ta nhìn thấy ở cái định dạng này nó giống với đại từ eter, có nghĩa là đây là, nhưng đây không phải là đại từ đây là, đây là đại từ này, có nghĩa là đại từ chỉ định. Đại từ này nó biến đổi theo giống, số và cách. Chúng ta lưu ý là như vậy. Eter nó có một cặp đôi với nó, eter và tot, có nghĩa là này và kia. Eter là này, tốt là kia. Thế và eta thì sẽ cặp tương đương là ta, eter sẽ cặp tương đương là tô, và echi sẽ có cặp tương đương không phải là chi mà sẽ là chè. À đó, ví dụ этот дом, ngôi nhà này, тот дом, ngôi nhà kia, эта книга, quyển sách này, та книга, quyển sách kia, это здание, tòa nhà này, то здание là tòa nhà kia, эти дети, những đứa trẻ này, те дети là những đứa trẻ kia. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem xong, đó là đại từ chỉ định của chúng ta. Trong trường hợp này, это здание có nghĩa là tòa nhà này, очень высокое. Chúng ta cần lưu ý это здание nó là chủ ngữ và высокое là vị ngữ. Chủ ngữ là danh từ mà vị ngữ là tính từ, thì cả hai thành phần đều ở cách một. Nhớ là như vậy. Đó, đấy là cực kỳ quan trọng khi mà các em muốn xây dựng một câu tiếng Nga đúng đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau xem câu в лесу деревья. В лесу là chỉ địa điểm. Деревья là ở cách một, số nhiều. Thì vậy thì chúng ta cũng phải chọn tính từ cách một số nhiều. Ở đây chúng ta có định dạng высокие. Đó là cách một số nhiều, là ở trong rừng có những cây to. Chúng ta nhìn thấy là высокие деревья. Đó là một tập hợp từ gồm có danh từ và tính từ làm chủ ngữ. Tiếp theo chúng ta có câu 24 Мой брат. Мой брат ở đây có nghĩa là chủ ngữ. Thế và tính từ sẽ là vị ngữ. Thế vậy tính từ là vị ngữ đi phù hợp với danh từ giống đực sẽ là có đuôi высокий. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn định dạng высокий. Мой брат высокий. Мой брат là chủ ngữ, высокий là vị ngữ, đều là ở cách một. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem câu 25. Khi thầy nói nhiều như thế về ngữ pháp, các em đừng ngại, các em hãy chịu khó nghe. Và nếu các em nghe nhiều thường xuyên thầy nói thì các em sẽ thuộc ngữ pháp rất là tốt, như là một câu chuyện kể luôn. Khi dạy học thì thầy cũng thường nói như thế với các em học sinh, và làm cho các em sau một khóa học với thầy, các em nhớ được rất nhiều kiến thức ngữ pháp. Vừa rồi kiến thức ngữ pháp là gì nào? Đó là nếu như danh từ là chủ ngữ, tính từ là vị ngữ, thì cả hai thành phần chủ ngữ và vị ngữ đều ở cách một. Đó, điều đó cực kỳ quan trọng. Điều thứ hai là thầy sẽ bật mí cho các em một cái bí quyết như thế này, một cái câu như thế này kinh điển nhé. Chủ ngữ luôn luôn ở cách một. Nhớ chưa nào? Đấy, đó, nhớ chưa? Chủ ngữ luôn luôn ở cách một. Nó giúp cho các em xác định chủ ngữ rất nhanh ở trong câu. Nhìn thấy cách một đó là chủ ngữ, nhớ chưa nào? Đó, nếu mà chúng ta xác định, chúng ta nghi ngờ rằng đây là chủ ngữ mà nó lại ở cách khác, thì đó không phải là chủ ngữ. Vô tạc. Chúng ta cùng nhau xem tiếp câu số 25. Это моё. Это моё thì cái это này nó không phải là cái это này là đây là nhé. Cái это này nó không phải là cái này đâu nhé. Đó, nó không phải là cái это này đâu, không phải это này. Mà это này là đây là. Và моё пальто là vị ngữ. Vậy thì пальто ở đây sẽ có một thành phần mở rộng là tính từ. Tính từ sẽ phải đi với пальто, đó là любимый, đuôi giống chung. Vậy thì câu của chúng ta sẽ là это моё пальто. Đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ có câu Ко мне пришёл брат. Брат ở đây là danh từ làm chủ ngữ nhé. Ко мне là thành phần mở rộng rồi. Пришёл là động từ dạng chia, nó sẽ là vị ngữ. Vậy thì chúng ta còn lại sẽ là chủ ngữ. Chủ ngữ của chúng ta lúc nãy thầy nói là gì? Luôn luôn ở cách một. Vậy thì đây chúng ta thấy chủ ngữ ở cách một đấy, brат. Thế và thành phần mở rộng là tính từ cho danh từ brát là giống đực thì phải là đuôi giống đực любимый. Vậy thì câu của chúng ta sẽ là Ко мне пришёл любимый брат, tức là gì? Đứa em trai yêu quý của tôi đến thăm tôi. Đấy, пришёл ко мне. Đó, ко мне đó là giới từ ở cách 3 đi với đại từ nhân xưng ở cách 3. Пришёл ко му đi đến thăm ai. Đó, tiếp theo nào. Сегодня идёт дождь. Hôm nay trời mưa và đó là cái thời tiết yêu thích của tôi. И это моя любимая погода. Danh từ pagoda là thời tiết, có nghĩa là thời tiết, nói để cho ai chưa biết. Thế và tính từ đi với nó sẽ là tính từ đuôi giống cái любимая. Это моя любимая погода. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau làm xong một trang bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học trang bài tập số 2. Trang bài tập này của chúng ta sẽ có từ câu số 28. Câu 28 của chúng ta Сегодня нет свободного времени. Cấu trúc câu của chúng ta có nhất ở đây. Chúng ta nhớ rằng nếu cấu trúc câu có nhất ở đây, đằng sau nhất phải là cách 2 ở đây rồi. Đấy. Thế và cái chỗ trống này nó sẽ đòi hỏi phải có một cái thành phần nào ở trong một ABC này, ABV này chúng ta để vào. Ya là ở cách 1 không được. Mnye là ở cách 3 không được. Trong cấu trúc này mà có yes hay là có nhất thì người ta dùng là umenya. Câu của chúng ta sẽ là Сегодня у меня нет свободного времени. Hôm nay tôi không có thời gian rỗi. Lưu ý cấu trúc câu của chúng ta. У меня есть thì cộng với cách 1. У меня нет thì cộng với cách 2. Đó, nhớ như vậy. Chúng ta sang câu 29. Câu 29 của chúng ta Ты учишься в одной группе. Thế vậy thì cậu học trong cùng một lớp. Thế vậy cậu học trong cùng một lớp chỉ có thể là skiem. Đấy. Cậu học trong cùng một lớp với ai? Câu của chúng ta sẽ là skiem ты учишься в одной группе. Cấu trúc câu của chúng ta là учиться, động từ учиться có nghĩa là học ở đâu. Động từ учиться là học ở đâu. Nói đến учиться là học ở đâu. Hoặc là nó chỉ có nghĩa thứ hai nữa là học tập. Tất nhiên là nếu mà học mở rộng ra thì người ta còn có thể là học cái gì nữa, học làm gì. Thế nhưng mà cái ý nghĩa đó là hiện nay các em ở giai đoạn đầu chưa học đến. Chúng ta chỉ học với một cái nghĩa là học ở đâu và học với ai. Skiem. Ở đây chúng ta có cấu trúc vạt nối группе. Группа có nghĩa là một cái nhóm người cùng học trong một lớp. Chúng ta gọi là một lớp học sinh. Thế và ở đây одной đó là gì? Đó là số từ один. Nhưng mà số từ один khi đi với danh từ giống cái sẽ là одна. Và đứng sau giấy từ vờ nó sẽ là одной ở cách 6. Vậy thì đây là один, одна, одной. Đuôi này là đuôi ôi của cách 6. Chúng ta nhớ rằng tính từ ở cách 6 sẽ có đuôi ôi hoặc là đuôi ie. Và số từ ở đây cũng vậy. Đó, chúng ta nhìn thấy số từ 1 ở đây cũng vậy, cũng có đuôi ôi. Tác vột. Tiếp theo, chúng ta đã chọn được skem cho câu này rồi. Chúng ta xem câu 30. Вчера я встретил друга. Hôm qua tớ gặp một người bạn, mà người bạn của cậu. Thế và ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Stretching là bổ ngữ cho nó dùng ở cách 3. Đặc trưng của cách 2 và... xin lỗi em, là cách 4. Đặc trưng của cách 2 và cách 4 đó là danh từ giống đực chỉ người, chỉ động vật có đuôi A. Thế vậy thì drug thành druga. Cách 2 cũng sẽ có đuôi A hệt như vậy. Đấy. Đó, danh từ giống đực cách 4 và cách 2 giống nhau. Đó. Thế và ở đây là danh từ... động từ stretching đòi hỏi bổ ngữ trực tiếp ở cách 4. Thế và đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, giống đực sẽ có đuôi yevo. Vậy thì chúng ta lựa chọn phương án đó của chúng ta là tva yevo druga. Chúng ta lưu ý luôn yemu đó là cách 3. Sở, dưới có giới từ sở ở đây là ở cách 5 với đuôi im. Đó chúng ta phân biệt là như vậy. Phân tích là như vậy thì chúng ta sẽ dễ làm bài. Я видел девушку в театре. Đấy. Lúc nãy chúng ta vừa xem cái đại từ chỉ định. Đại từ chỉ định của chúng ta đây là cô gái. Chúng ta thấy đây là cô gái. Đấy. Đây là cô gái. Đây là cô gái thì làm sao nào? Là danh từ giống cái sẽ có đại từ chỉ định là eta. Nhưng mà khi cô gái chuyển sang cách 4, девушка chuyển thành девушку thì eta cũng bị chuyển thành etu. Thế vậy thì phương án của chúng ta đây. Я видел эту девушку в театре. Thế tại sao lại sang cách 4? Bởi vì sao? Là động từ viết đòi hỏi bổ ngữ trực tiếp ở cách 4. Nguyên tắc khi học một động từ chúng ta sẽ phải học 3 cái yếu tố. 1 là chia động từ. 2 là xác định là động từ đó là thể hoàn thành hay chưa hoàn thành. 3 là nó chia ở thời như thế nào. Thế và tiếp theo là chúng ta phải tìm được cái bổ ngữ cho nó. Là câu hỏi trả lời cho nó hay là người ta còn gọi là điều khiển cách. Ví dụ điều khiển cách của động từ viết là ở cách 4. Chúng ta biết là cách 4 thì danh từ giống cái của đuôi A chuyển thành đuôi U. Đó. Thế và ở đây đại từ chỉ định eta chuyển thành etu. Tiếp theo câu 32 của chúng ta. Câu 32 này Моя мама идет из. Giới từ из là giới từ ở cách 2. Vậy chúng ta phải chọn phương án ở cách 2. Mà cách 2 thầy vừa nói là gì? Danh từ giống được ở cách 2 đuôi sẽ có đuôi a hoặc là đuôi ia. Thì khi nào có đuôi a và khi nào có đuôi ia? Khi mà tận cùng này là một phụ âm cứng thì nó là thêm đuôi a. Nếu mà phụ âm mềm thì nó sẽ thêm đuôi ỉa. Ví dụ trong trường hợp mà có dấu mềm thì nó sẽ thành đuôi ỉa. Thế vậy thì chúng ta nhớ rằng là gì nào? Lý thuyết của chúng ta, danh từ giống đực ở cách 2 sẽ có thêm đuôi a. Vậy thì chúng ta sẽ nói Maya mama idiot is a magazine. Thế vậy thì bài học nó cũng đã hơi dài một chút rồi. Mỗi ngày chúng ta học một tí chút thôi cho khỏi mệt. Thế và các em chịu khó nghe, nhớ cái lời của thầy giải thích về ý nghĩa ngữ pháp. Các em sẽ nghe nhiều hàng ngày. Các em sẽ nhớ rất tốt về ngữ pháp và sẽ giỏi về ngữ pháp. Bài học tạm dừng tại đây. Cảm ơn em. Cảm ơn các em và sẽ hẹn gặp các em trong bài học tới. Nếu như các bạn có nhiều thời gian và có đủ nghị lực, động lực thì hãy tự học tiếng Nga mỗi ngày. Hãy vào trang Facebook Vui Học Tiếng Nga để các bạn sẽ có một cái lộ trình tự học hiệu quả. Còn nếu như các bạn muốn học nhanh thì hãy liên hệ với thầy Hoàng qua Zalo 0366677555. Thầy chỉ trả lời qua Zalo, còn Messenger thầy không sử dụng. Cảm ơn các em. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.